Vì Thế trân trọng kính chào toàn thể quý vị. Hôm nay Vì Thế rất là vui và hân hạnh được tham gia chương trình của chúng ta hôm nay. Chúc cho quý vị có một buổi tối thật là vui vẻ. Và từ khúc đầu tiên, xin mời quý vị cùng thưởng thức một nhạc phẩm rất nổi tiếng của nhạc sĩ Khâu Bùi Tiểu, bài hát được mang tên Những Ánh Sao Đêm. Tôi mới cất dòng chiều qua, tôi đứng trên tầng gác thật cao, nhìn ra chân trời xa xa. Từ bao mái nhà đèn hoa sáng người, bầu trời thêm vào muôn nghìn sao sáng. Tôi ngắm bao gia đình lửa ấm tình yêu, nghe máu trong tim hòa niềm vui, lần lần lời ca. Ông ơi, anh còn đi xây nhiều nhà khắp nơi, nhiều tổ ấm sống vui tình lứa đôi. Lòng anh những thấy càng thương nhớ em, dù xa nhau cho ngày đêm, anh càng yêu em càng hăng say, xây cho nhà cao. Trong đêm tối em ơi, tuy giờ đây hai miền còn cách xa, niềm chia cắt thắt đau lòng chúng ta, nhưng không thể xóa được hình bóng em. Dù xa nhau cho ngày đêm, anh càng yêu em càng hăng say, say cho nhà ta. Bài tình ca, ôi xinh đẹp tổ quốc của ta, anh lắng nghe bao lời ân ái những bài tình ca.